Con này là người ta đang báo là 6 triệu rưỡi này. Đấy. Con này con cái nhé các bạn nhé, chó xù trắng. Đấy, cái. Đẹp nhỉ. Đấy, chó đẹp. Chó đẹp, người cũng đẹp các bạn. Quá đẹp. Ông này các bạn này, ông nhậu nhiều nhỉ. Xin chào ông bà cô dì chú bác và tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi chợ phiên các bạn, phiên chợ vùng cao. Hôm nay là hôm cuối tuần, hôm chủ nhật. Hôm chủ nhật thì các bạn biết đấy, chợ Bắc Hà luôn diễn ra hết sức là sôi nổi và có rất là nhiều cái thảo dược đặc sản quý giá, rất là nhiều thảo dược ở trên rừng. Và bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn đi khám phá trải nghiệm để xem hôm nay có các mặt hàng gì. Đấy, xin mời các bạn nhé. Ở đây là người ta bán cây táo gai này các bạn ơi, táo gai đỏ nhé. Hiện tại bây giờ đang rơi vào tầm 7 giờ sáng các bạn, mặt trời đã ló lên rồi. Đấy, cây táo gai, cây này cao nhỉ. Đây. Cây này cao, vận chuyển chắc là hơi bị khó đấy, bởi vì nó cao quá. Hôm nay thì Hải sẽ đi mua một cây táo gai, nhưng mà cây nó thấp thấp thôi. Quả rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đây, cho bạn xem cây táo gai đây, rừng đỏ. Ở đây là người ta đánh cả bầu đất này. Cái bầu người ta đóng cho ít đất vào và có cả rễ nữa. Đây có mấy cây, cây này này, đấy, cây này nó thấp thấp này. Đấy. Cái kia là cành chứ nhỉ? Kia là cành. Táo gai đỏ nha các bạn nhé. Thường thường là người ta bán 200-250 một cây. Đây, quả này các bạn ơi, nhìn đẹp nhỉ. Cái quả này là ngâm rượu được nhá các bạn nhé. Vặt ra ngâm rượu được hoặc là để chơi làm cảnh được. Cái gốc to này khoảng bao nhiêu tiền? Đây này. Ừ, cái cây to nhất này. Cái cây này cao nhỉ. Cái này cưa đi được không nhỉ? Cưa đi vận chuyển mỗi cái gốc thôi các bạn. Ừ. Bầu đất bảo đảm không đấy. Cây này người ta đánh từ tối hôm qua các bạn. Cái này là mà vận chuyển thì mình phải cưa tận đây này các bạn. Đấy, cưa đây. Cưa lấy khoảng 50 phân thôi. Táo gai đỏ nhé các bạn nhé. Quả rất là đẹp. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ quay lại. Còn bên khu vực bên kia thì là người ta bán cái gỗ lu và gỗ lũa, mà hôm nay không biết là có, hình như toàn gỗ lũa thôi các bạn. Đây, ngày trước thì rất là nhiều gỗ kháo người ta thi nhau mua, nhưng mà đợt này chắc là kháo lu kháo ấy không lấy được nên toàn gỗ lũa thôi. Những cái hình thù hoa văn được lâu năm rồi các bạn, nó mài mòn những cái rác đi, còn cái lõi cứng nó còn sót lại và nó tạo nên những cái hình thù hoa văn. Rổi, đây là gỗ rổi lũa này các bạn này. Ở đây này chắc là một số người người ta không đi, người ta chất đống ở đây này các bạn này. Đấy, hôm nay đồ gỗ lũa thì nó có ít các bạn nhé, như mấy tuần trước thì rất là nhiều. Bây giờ mới 7 giờ sáng thôi, mọi người cũng tranh thủ dọn hàng. Đây, chị này mới dọn hàng. Muộn đấy nhỉ? Đấy. Mùa này là hiếm mía đúng không? Đấy, thấy mía là đắt nhỉ? Mua theo cân đúng không? Đúng rồi. Đấy, mía mua theo cân các bạn. Đấy, một cái cây này bao tiền, khoảng bao tiền cân chị? 8.000 một cân. 8.000 một cân. Đắt phết đấy. Chúng ta đang tiến tới khu vực chợ gia súc, đó là chợ chó. Đây, chó bên này này, rất là nhiều các bạn, toàn chó đẹp thôi. Mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người nhé. Những con chó hàng chuẩn, hàng tuyển ở Bắc Hà đấy các bạn. Ở đây có một con chó xù đỏ này các bạn này. Đây, đây, đây. Đây, một em xù đỏ các bạn. Khá là hiền, mắt tây tây, lông xù và thịt đỏ. Những cái con này là rơi vào tầm 4-5 triệu nha các bạn nhé. 4-5 triệu. Ở đây có một con bạch
bạch tuyết. Bạch cẩu, chó gọi là bạch cẩu. Mắt nó xanh nhỉ? Các bạn nhìn thấy mắt. Đây đây đây. Nó sợ các bạn. Bạch cẩu. Ở bên này nhiều nữa này các bạn này. Có em ơi. 1,5 triệu một con này, con lồng em thích lấy con nào lấy không? Con nào đẹp nhất? Em thích con nào? Em lấy con này đẹp. Con này. Con này bạn ấy bảo bao nhiêu tiền anh? Con này con này 2,5 triệu. Có hai bạn này đi chơi. Hai bạn ở đâu đấy? Ở Simacai à? Ở Xuyên Sướng à? À. 2,5 triệu. À, thế anh ấy bảo là con màu màu này gọi là màu gì? À, màu sữa nhỉ? Màu sữa. Đấy, 2,5 triệu. Ở khu vực này toàn chó đẹp đấy các bạn. Đấy từ 2 triệu 3 triệu. Có con thì 4 triệu. À, chó xù. Con này á? À? Bán đâu đấy? À, chuyển chỗ này. Lên cán bộ. Lên cán bộ chuyển chỗ. Đi đi. Đây này. Nói chung là khu vực này là người ta bán toàn là dòng chó đẹp đấy. À, con này là người ta đang báo là 6 triệu rưỡi này. Đấy. Con này con cái nhé các bạn nhé. Chó xù trắng. Cái. Đẹp nhỉ. Đấy, chó đẹp. Chó đẹp, người cũng đẹp các bạn. Quá đẹp. Đấy. À, bên này này các bạn ơi. Ngoài ra, ngoài dòng chó đẹp ra thì khu vực bên này thì những cái dòng chó thường và có cả chó đẹp lẫn lộn nữa. Và chó phổ thông, có nghĩa là chó vừa tiền đấy. Ở đây là mình thấy là có một con chó trắng con này các bạn. Đây. Đấy, bê con này đẹp nhỉ. Con này bao nhiêu tiền cô? 1 triệu à? À. 1 triệu. Một triệu các bạn. Ở đây có một con chó xinh xinh này các bạn. Đây. Đây, con chó này khá xinh các bạn. Nó chạy lung ngoan lung ngoang. Chó này khoảng bao nhiêu tiền cô? Con này này, con nhỏ nhỏ này. 400 ạ? À? 400 các bạn. Tí nữa mới đông các bạn. Tí nữa thì bà con đến nhiều và mang nhiều chó đến nữa. Bây giờ còn sớm quá ấy, nên là người ta mang chưa đầy đủ. Mình thì mình không bán chó nhưng mà thấy bà con mang rất là nhiều chó đẹp đến là mình quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác và tất cả mọi người xem để biết được cái chợ phiên vùng cao nó diễn ra như thế nào. Đấy, rất là mong mọi người cho Hải xin một đăng ký, một like và một chia sẻ. Đấy, ở khu vực cầu ngay hai bên đầu mặt cầu này thì rất là nhiều người ta đang bán hàng và đầy đủ các mặt hàng các bạn. Thả thịt. Đây là thịt trâu các bạn. Đấy, thịt trâu cho bác nhá. Đấy, bác đang dóc cái này dóc xương à? Thịt trâu. À thế mình hỏi luôn thịt trâu. Hàng A thì mà khoảng bao nhiêu tiền bác? 220 thôi. 220 thôi à? Đấy, thịt ngon đấy nhỉ. Thịt ngon có 220 thôi. Đây gọi là mông à? Vai trước à? Vai trước nhỉ? Ở vai trước. Thịt thân đây. À, thịt thân. Ba chỉ đây đúng không? Ba chỉ đây. Ba chỉ khoảng bao tiền cân à? Ba chỉ 200. Đấy. Thịt trâu nhé các bạn nhé. Các bạn biết ở trên Bắc Hà thì nổi tiếng về trâu bò. Đấy. Chợ trâu thì họp vào hôm thứ bảy mà hôm qua thì Hải có làm một cái video ngắn để chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác ấy. Đấy. Họp vào hôm thứ bảy nha các bạn nhé, sáng thứ bảy hàng tuần. Đấy, khu vực này là người ta bán gà này. Đấy, gà. Con gà này là màu lông màu trắng nhưng mà cái thịt của nó là màu đen các bạn. Đây. Gà này trăm mấy một cân anh? 200 à? Gà này gọi là gà gì? Gà ác à? Gà xương đen. À, đây. Mình chỉ biết là con gà lông màu trắng mà thịt nó màu đen.
Đấy, đèn đây rất là nhiều các bạn. Ở bên này là người ta bán nhiều lắm. Chúng ta sẽ đi lần lượt để quay chia sẻ tất cả cho mọi người nhé. Đây này, khu vực gà này các bạn này. Đấy. Ôi, người ta mang nhiều gà đến nhỉ. Đây, nhiều lắm các bạn. Đây, bác này cũng trong lồng này có 3 con. Trăm mấy cân anh? Rẻ đâu mà có 100. 150 à? À 140 à? À. Tăng gà trống nhỉ? Gà nhà nuôi được à? Tưởng bắt là rừng. Nói chung là gà chất lượng anh nhỉ. Gà ở trên này bà con nuôi toàn thả rong mới thả đồi rồi các bạn. Nó ngủ trên cây ấy. Đấy, những cái gà mà thịt nó rất là ngon, dai và thơm các bạn. Ở đây là có con gà giống trọi sao này. Cổ nó ít lông. Cứ tầm 140-150 các bạn. Bây giờ thì Hải sẽ xuống khu vực chợ chó để chia sẻ cho mọi người một tí nhé. Để cho mọi người biết được cái chợ phiên vùng cao diễn ra như thế nào. Đấy, rất là nhiều chó, rất là nhiều những chú cún đáng yêu. Đây này, em này đáng yêu phết này các bạn này. Ở đây có một em đáng yêu này. Đấy. Em này khoảng bao nhiêu tiền bán? 300.000. Tai nó hay nhỉ. Đây. Đấy. Rất là đáng yêu. Chó như kiểu chó cảnh ấy nhỉ. 300.000 các bạn đây. Đáng yêu chưa? Chợ nhiều nhỉ, rất là nhiều loại chó, chó thường rồi chó mông, chó bình dân cũng có các bạn. Đây này. Các bà, các chị, các anh và mọi người đang cầm những cái dây và mỗi cái dây là một con chó. Người ta buộc vào vai để khi mà đông người quá mình cầm cho nó đỡ chạy lung tung ấy các bạn. Chợ phiên rất là nổi tiếng ở trên Tây Bắc các bạn nhé. Các bác nào xem ở trên kênh thì Hải quay rất là nhiều, đặc biệt là khu vực ở trên chợ Bắc Hà. Bởi vì là hôm chủ nhật nào Hải cũng có mặt ở Bắc Hà. Lý do có hai lý do. Lý do thứ nhất là chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác cái khung cảnh ở trên chợ phiên hôm chủ nhật. Thứ hai, lý do thứ hai là trong quá trình quay thì Hải lấy thảo dược cho khách luôn. Bởi vì là có một số khách thì người ta đặt thảo dược nên Hải tranh thủ Hải lấy luôn các bạn. Và cũng cái đấy là cũng là một cái kinh tế nhỏ nhỏ để Hải lấy tiền xăng đi lại. Đấy, nhiều. Hôm nay còn bị hỏng xe các bạn. Đấy, hôm nay Hải đi phải thay một cái bình ốc. Đang đi xe trên máy các bạn. Thế là đi vào quán sửa thì người ta bảo là điện nó kém nên Hải thay một cái bình, thay một cái buji, thay một cái bình ắc quy xe máy là hết 300.000. Đấy là còn trừ một cái tiền bình cũ đi, mình cũng bán được cái bình cũ, mình trừ đi là tổng là 300.000 đấy. Đấy, khu vực chợ lợn nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi từ đầu kia đi một vòng các bạn. Rất là nhiều lợn. Đây, nhìn bà con xếp thành hàng khá là đẹp. Lợn ở đây thì người ta cũng có một số thì người ta cho vào những cái lồng lồng sắt. Đấy, trong này có lợn. Lợn thì người ta bán theo con nhé. Đấy. Có một số người thì người bán theo cân, nhưng mà đa số thì người ta bán theo con mắt, có nghĩa là đoán con này khoảng bao nhiêu tiền thì là người ta mua. Trâu bò cũng vậy các bạn, người ta đoán theo mắt thôi, mua theo kinh nghiệm các bạn. Và đây là có con lợn này. Đấy, trong những cái bao này có một con lợn, và mỗi cái bao thì là người ta có thể đục cái đầu bao ra để cho cái mõm của nó thò ra để cho nó thở các bạn, lấy oxy để nó thở. Đây, chợ buổi sáng. Đấy, tí nữa mọi người đến rất là đông các bạn. Đây, lợn này. Đấy, khi mà có người xem thì là người ta sẽ bỏ vạch cái bao ra để cho khách xem các bạn. Ưng thì lấy mà không ưng thì thôi. Con này thì 900. Đấy, lợn nhiều nhá các bạn nhá. Đây này, bên này có một con lợn to này. Đấy, nó đang nằm trong cái cũi này các bạn này. Đấy,
nằm trong cái lồng đợi người đến mua các bạn. Đây lợn đây đấy, các bạn nhìn thấy nữa. Nó ngồi ngồi trong à. À, đây là có một con lợn to này các bạn. Lợn to người ta đang báo là tầm 2,5 triệu. Đây con này này các bạn này. À. Con này chắc phải 4-5 cân đấy anh nhỉ. À. Triệu 7 à. Đấy. Giá chốt cuối cùng là 1,7 triệu các bạn. Một con rắn này. Đây. Đấy, khu vực này rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đây là khu vực dành riêng cho chợ gia súc các bạn. Còn khu vực ở đằng kia là trâu. Nhưng mà trâu thì ngày hôm qua đấy các bạn, Hải có úp cho các bạn xem một đoạn nhỏ nhỏ. Thì chợ trâu cực kỳ là đông và diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần. Còn hôm nay là chủ nhật nhé các bạn nhé. Và đây là toàn bộ khung cảnh chợ phiên khu vực chợ gia súc, khu vực chợ lợn. Và tí nữa mới đông các bạn. Đấy, các bạn muốn mua lợn hoặc là mua chó thì các bạn có thể lên chợ phiên Bắc Hà vào sáng chủ nhật hàng tuần để các bạn trực tiếp xem và mua các bạn. Nếu mà các bạn mua lợn mà các bạn mà ngại mang về thì các bạn có thể là mổ lợn ở đây luôn này. Đấy, mổ lợn ở đây thì người ta có phải đóng đá không nhỉ? Có. Đóng đá để chống nó ấy đúng không? Đây này, dịch vụ mổ lợn luôn à? Đây này các bạn này. Cái gì anh Hạnh à? Đúng rồi. Đấy, chuyên nhận mổ ngan gà vịt trâu bò ngựa lợn. Đấy, số điện thoại này các bạn này. Và cái khu vực này nó giáp ngay khu vực chợ lợn nhá. Đây. Hải sẽ đề số điện thoại của anh này 0972 785 822. Đấy, nằm ngay khu vực chợ Châu này. Đấy, đấy khu vực lợn thì đằng kia. Đây, chủ nhân đây, chào các bạn. Vâng, xin chào nhé. Đấy, anh ấy chuyên nhận mổ ngan gà vịt. Nếu mà các bạn mua mà ngại mang cả con về thì là các bạn có thể là đến đây mổ. Đấy, xong đó là phân nhỏ ra, đóng lạnh để cho lên xe và về thôi. Đấy, thường thường là khách du lịch ở nơi đây này hay có ô tô các bạn. Người ta mổ luôn và cho vào cái cốp là về đông lạnh là ok. Và bây giờ thì Hải sẽ dẫn mọi người lên khu vực chợ Thảo Dược nha các bạn nhé. Chúng ta rời khu vực chợ gia súc các bạn. Chúng ta lại tiếp tục tiến lên khu vực văn hóa. Đây này các bạn này. Thấy rất là đông. Hai bên người ta bán hoa quả rất là nhiều các bạn. Để phục vụ khách hàng trong lúc buổi trưa. Đấy, mua về hoặc là ăn luôn tại chỗ các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đi mua thảo dược cho khách nhé các bạn nhé. Khu vực bên này chủ yếu là người ta bán quần áo người Mông. Đấy, video sau thì Hải sẽ quay chi tiết cho mọi người. Còn bây giờ thì mình hơi bận các bạn. Đây, những váy người Mông này. Đấy, các cô, các bà, các em mặc những bộ váy người Mông rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ đi núi này các bạn. Mình sẽ đi mua thảo dược. Thế như nhiệm vụ của mình là hôm nay là đi mua 3 kích. 3 kích đó các bạn. Ôi. Sao vậy anh? Sao hôm nay ngắn đấy? Này nó chọn cái dài hết rồi. Bọn nó mua hết à? Vâng. Chỗ này nó mua được à? Chỗ này chưa. Thế thì toang rồi. Mua đi. Hả? Mua. Đang định lấy khoảng 2 cân đấy. Bá rẻ lắm hả? Nhưng mà nó ngắn quá nhỉ? Ngắn. Cái này nó cực
bị cắt hết rồi. À. Ừ, cứ cắt đi để tí mình. Đây là ba kích tím nhé các bạn nhé, ba kích tím. Nhưng mà hôm nay hàng ít nhỉ? Ừ, hôm nay hầu như là hết hàng các bạn. Ba kích tím. Mật ong này, mật ong khoái các bạn. Ờ, cái chai lọ mật ong hôm nọ vẫn còn hi. Đấy, các bác nào lấy cả lọ này thì alo mình nhá, ong khoái này. Đấy. Ong khoái là chất lượng nhất trong các loại ong ở trên vùng cao đấy các bạn. Chai mật ong, chai nửa lít này các bạn. Đấy, các bạn nào lấy thì Hải sẽ alo và báo giá cho các bạn. Ong khoái, cái này là người ta vắt từ tổ ra nhá các bạn nhé. Tổ này. Đấy. Nói chung là chợ hôm nay đông lắm. Đây, khu vực người ta bán tam thất rất là nhiều. Đây, mình sẽ đi tìm đồ cho khách nhá. Không tí để hết mất các bạn. Đây, khoai sâm này các bạn này. Khoai sâm, ở bên này này. Đấy. Là này, là rừng. Bán lẻ là 25.000 một cân. Khoai sâm này ăn ngọt này. Quả na là bằng sâm bao nhiêu đấy? Dứa. Chỗ này được khoảng mấy cân dứa, ít nhỉ? Bé quá không nhỉ? Thì con này thấy là chỉ tháng của dừa của nó là dứa rừng các bạn này. Cô này bán chổi này các bạn. Ở bên này là người ta bán nhiều mật ong nhỉ? Đây mật ong này các bạn này. Đấy, mật ong người ta vắt và đóng thành chai này. Đây, trong này có cả xô luôn các bạn. Đấy. Một xô luôn. Sáp này các bạn, đây là cái sáp không có mật này. Và cái loại này bây giờ thì cái này thì rẻ này các bạn này. Cái này có mấy chục thôi, nhưng mà cái loại này này, loại trăm mấy bác? Loại này bao nhiêu tiền? Bác ấy đang báo là bác đang báo là tầm 180-200 các bạn, cả sắc cả mật. Còn cái này rẻ thôi nhỉ, cái này không có mật. Mấy chục ạ? Lấy tất cả chỗ này là 200 ạ? Bác đang bảo gạ là lấy cả cái túi này là 200 ạ. Mật ong nhé các bạn nhé. Và hiện tại ở trên kênh của Hải thì cũng đang bán mật ong khoái các bạn. Đấy, với giá là 450k một lít ong khoái. Đấy, chợ phiên rất là nhiều các bạn. Đây, chúng ta có thể xem cực kỳ là đông buổi sáng ngày hôm nay. Chợ Bắc Hà luôn đông các bạn. Và mỗi hôm thì là có nhiều cái mặt hàng khác nhau. Hôm nay thì Hải đi lấy 10kg dứa rừng cho khách ấy, nhưng mà không có các bạn, không gom đủ. Đấy, chợ không có. Có chỗ có nhưng mà nó không đủ các bạn. Đấy. Ở đây là người ta bán là cả ong nhộng này. Đấy. Ong nhộng là người ta bán là 250 một cân. Đấy, cả tổ nha các bạn nhé. 250 một cân. Đấy. Ở đây có con ong này các bạn. Đấy. Đây có cả xác cả mật. Đấy, thường thường là người ta bán những cái loại này là 200.000 một cân, cả xác cả mật. Giá tại chợ. Chai mật ong này các bạn này. Ở đây nữa các bạn này, người ta bán nhiều lắm. Hầu như là phiên chợ nào mình thấy là người ta cũng bán rất là nhiều các bạn. Đấy, bán cả gừng, đây là gừng đen này các bạn này. Gừng đen. À, cái này thì chắc là vài hôm rồi nên là hơi héo. Nhưng mà gừng đen nhé các bạn nhé, gừng đen. Còn đây là cái củ gì đây, cái rễ gì đây? Cái này chữa bệnh gì bác ơi? Đau bụng à? Nhưng mà tên của nó là gì không ạ? Tên tiếng người Kinh ý. Tên tiếng Kinh là tên là gì ạ? Dạ? Củ gì ạ? À, cái này lấy ở trên rừng về gì ạ? À, bác không nhớ tên, nhưng mà tiếng Kinh thì không biết, nhưng mà bác quả lấy ở trên rừng về chữa bệnh đau bụng ạ. Chữa bệnh đau bụng các bạn. Nói chung là khá là độc lạ so với ở miền xuôi các bạn.
còn là trên miền núi mình toàn những cái cây ở trên rừng người ta hay mang về bán và nó chữa được bệnh các bạn. Cây này thì mình chưa biết tên nhưng mà bác cũng bảo là bác lấy ở trên rừng về và chữa bệnh đau bụng rất là tốt. Cái này có cả ống cào cào các bạn này đây. Đấy. Cái con này to nhỉ, như kiểu con sập sành như các bạn nhỉ. Đúng con sập sành nhỉ các bạn. Đấy, rất là to, người ta bán về cho chim ăn. Ống con sập sành cao cao ấy. Đây. Cái này mua về cho chim ăn các bạn. Và đây là những củ đậu ván này. Đỗ ván nhỉ, đỗ ván. Màu tím đấy các bạn này. Cái này người ta bán theo chùm, cứ 5-10 nghìn một chùm. Khoai, mùa này là khoai sọ này. Khoai này là để nấu canh rau cải rất là ngon, hoặc là luộc để ăn các bạn này. Cái này 7 nghìn một cân đúng không bác? Cái này 7 nghìn một cân à? 15 nghìn một cân à? 15 nghìn một cân các bạn. Khoai. Ở đây là người ta bán những cái cành hình đông hương. Cái này là hoa gì đấy em nhỉ? Hoa mai à? Không phải chứ? Mận tâm hoa. Ồ, mận tâm hoa. Đây là cái cành nhá, người ta bán về để cắm lọ ấy các bạn. Mận tâm hoa này. Đây. Cái này chắc là 10.000 bó đây các bạn. Đoán vậy vì bó này nhỏ này. Đấy, cái 30.000 này. Cái cành này nó cũng rẻ đâu ấy. Báo giá là 30 nhưng mặc cả chỉ có mận tâm hoa hả bác? Đừng dựng cái đấy lên, nó đổ này. Đấy. Cái cành để về cắm lọ nha các bạn nhé. Đấy. Cắm bình cho đẹp. Ngoài ra là người ta bán những cây táo gai đỏ này. Đấy. Táo gai đỏ. Ở đây là người ta bán khoai sọ nhỉ. Khoai là người ta mới đào đấy các bạn. Đấy, củ rất là tươi. Nhìn nó to và nó béo. Cái này 15.000 một cân hả cô? 15.000 một cân. Đấy, mọi người đang chọn để... Đây khoai sọ không phải từ đâu. Ôi cô này bán rất là nhiều hoa đu đủ đực nhé các bạn nhé. Đây. Đây này các bạn này. Cái loại tươi này là bao nhiêu chục? Nếu mà lấy nhiều thì chị bán 35. 35. Nếu bán lẻ ngay tại chợ đây giá bình thường hay bán này? 40. Đấy, hoa đu đủ đực nhé các bạn nhé. Đấy. Hôm nay thì Hải sẽ lấy hoa đu đủ đực khô cho khách. Đây, loại khô các bạn. Loại này hiện tại bây giờ là cô ấy đang bán lẻ, loại khô ở trên chợ là 400.000 nhé các bạn nhé. 400.000. Loại khô. Cô ấy phơi bằng lắng này đúng không ạ? Phơi lắng hết à cô? Phơi lắng hết. Đấy. Nhà cô đấy là chuyên trồng hoa đu đủ các bạn, rất là nhiều đây này. Hết chỗ này chắc là phải vài yến các bạn. Đây. Nhiều lắm. Đây. Cái này là tươi này. Đấy. Cái kia là khô, mình lấy cái khô các bạn. Đấy, cô lấy, thôi cứ để cô lấy, cháu gửi đây nhá. Tí cháu quay về cháu lấy. Xin chào cả nhà nhá. Đây. Các anh ở đâu ạ? Hải Dương à, Hải Dương lên tận Bắc Hà chơi nhỉ. Đây là Điện Lan này các bạn này. Đấy. Em kênh Hải Bảo Thắng á. Hải Bảo Thắng à? Bó này bao tiền bác? Chậu này này. 800. 800 à? Bớt không? Bớt không để còn được lên TV này. 500. Hả? 500. Chơi luôn. 600 à? Cái này là nó đang có lụ thôi nhỉ. Đây, đẹp nhỉ. Cái này là Điện Lan à bác? Điện Lan. Đây là anh Thành, anh Quyến. Anh Quyến này. Đây. Đây, ba khách Hải Dương lên đất Bắc Hà chơi du lịch trải nghiệm khám phá vùng cao các bạn. Các anh đi chợ để xem đồ đấy. Đây là ong nhộng, đây là ong nhộng. Đó người bán bao tiền rồi? Bao nhiêu cân anh? Một túi này bao tiền? Bao nhiêu cân? Bao nhiêu cân? Bao tiền cân?
200.000 một cân, cả đây là cả tổ nha các bạn nhé. Đây gọi là ong nhộng các bạn, người ta bán cực kỳ là nhiều. Đây, đây các bạn nhìn này. Ở bên này thì người ta bán điện lan. Cái búi này bác ấy đang đòi là 600.000 các bạn. 600.000 một búi này. Cái lan này chơi cũng lâu này, nó là ở giữ được lâu các bạn. Mùa này là mùa ong nhộng hay sao, mình thấy là hầu như là ai cũng xách tổ ong nhộng này các bạn này. Đây này, đấy rất là nhiều. Cô này cô còn xách 2-3 búi này. Đây này, 1 túi, 2 túi, 3 túi, 4 túi. Ở đây là người ta bán theo cân nhé các bạn nhé, không bán theo tổ mà bán theo cân. Đây, tổ này nhiều nhộng nhỉ. Ôi tổ này sai nhỉ. Đây này, ôi tổ này cũng nhiều này. Úi ôi, tổ đẻ sai thật đấy này. Tổ này chắc là phải bán 250 chứ nhỉ, hay là 200 ạ? Tổ này á? Ừ. 600. Không, bao nhiêu tiền một cân ấy? 200 một cân. À 200.000 và 200.000 một cân các bạn. Nhộng nhiều nhè đây này. Ui. Tổ này rất là nhiều các bạn. Rất tiếc là cái loại này rất là khó ship cho các bạn. À, loại này nếu mà cẩn thận là ship được, nếu mà để nó không bị dập thì ship vẫn được các bạn. Đấy. Người ta mua rất là nhiều. Người ta xem nữa. Đấy, 200.000 một cân. Cái tổ đấy rất là nhiều nhộng các bạn. Mua về lan xả ớt hoặc là ngâm rượu. Tổ ong chưa này các bạn ơi, rất là nhiều tổ ong nhé. Đây. B. Cái tổ này cũng nhiều nhộng. Cái này là mình bắt à em? Đi bắt à? Nhiều nhỉ. Ở sau ở đây các bạn này. Có cả ong mật. Cái xác ong mật. Ong khoái à? Khoái cái. Ờ tưởng ong khoái bầu nó phải dài dài đấy tí nữa chứ. Ủa, cái này nhiều cái kia. Có một phần ở nhà. Mang một phần ra đây. Đây là sáp ong khoái bạn bảo vệ các bạn. Nhiều nhỉ. Mùa này là mùa ong nhộng này này. Rất là nhiều các bạn. Người ta bê rất là nhiều, 200.000 một cân. Giá hiện tại bây giờ bình quân lúc đầu mùa thì 250 các bạn. Bây giờ thì 200.000 một cân, cả tổ cả nhộng luôn. Đấy, người ta bán theo cân nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực này rất là nhiều đồ các bạn. Bác không biết là bán cây gì đây. Ờ cái tàu gai à bác? Cái tàu gai à? Ừ, cái kia có cả gốc luôn kìa. Kiểu cao quá nhỉ. Bao tiền gốc này? Đấy. Ừ. Có nhiều bầu đất không nhỉ? Rất nhiều chứ. Cái này đánh hôm qua à? Một tuần rồi á? Thế mà nó chưa héo cả. Cái này này, đánh được một tuần rồi cơ á? Ồ nó lên mầm luôn này nhỉ? Mà. Ừ, được đấy. Ờ kia kìa, mình vừa lấy cây táo gai kia các bạn. Đấy, cái bầu táo gai kia. Để video sau mình sẽ review riêng cây kia cho các bạn xem. Cái táo gai đấy có bầu và người ta đánh bầu đấy, người ta trồng được một tháng nữa ở nhà. Và nó mọc mầm là chứng tỏ là nó sống các bạn. Chú biết đây là lan gì không? Lan gì biết không? Lan tên là cây lan gì ấy? Quên tên này. Màu trắng nha. Không, mình không biết là lan gì. Người mua không biết, người bán không biết các bạn. Nói chung là biết nhưng mà quên rồi. Bán luôn đi gì nữa. Được rồi, thế được giá rồi. Bán đi, thế là được rồi. 70.000 quá. Với quy mô sang trọng lịch sử, chương trình được biểu diễn nghiêm túc. Thế mà ban tổ chức của đoàn ở đây là người ta, mình thấy là người ta bán quả đỗ này các bạn này. Đấy, quả đỗ này. Ở đây là có khách mua rồi các bạn. 80.000 ạ. Gà mãi căng ghê. Cái đấy là người ta mua 80.000 kia. Cái đấy rồi các bạn. Này, cháu đi không à. Ây da, da. Cái này mình mua à? Cái này là một số một các anh mua bó hoa này các bạn này. Đấy. Chậu. Của ba đại gia Hải Dương. Chốt ở bao nhiêu, chuẩn là chốt bao nhiêu rồi? Giá
để giấu kín. À giấu kín. Về buôn tiếp đúng không? Ờ, mình biết rồi, mình hỏi vậy thôi nhưng mà mình biết rồi các bạn. À, cái đấy là chắc là tầm 500 các ạ. Thôi bây giờ thì chúng ta đi tiếp nhé các bạn nhé. Đấy, thảo quả mình quay nhiều là mình không quay chi tiết nữa các bạn. Mình quay cái gì độc lạ để cho mọi người xem thôi. Thớt này các bạn này. Đấy. Chán nhờ hôm nay ở đây không ai có dứa rừng nhỉ. Có người đặt một yến dứa rừng mà đi tìm cá chợ thì có một dứa rừng. Ừ. Quả dứa rừng ấy. Ừ. Anh nào? Xem rồi không có. Ở khu vực đầu cổng chợ chỗ này á. À, sao mình không thấy nhỉ? Mình vừa đi không thấy. Thôi để mình đi lần nữa. Thớt này các bạn. Ở đây là người ta bán thớt này. Các bác nào mua thớt về để làm cỗ đám đình thì làm cái thớt to này các bạn này. Cái thớt này chặt thì cái này dày khoảng 7 phân này các bạn này. Chiều dày của cái này này 7 phân. À. Cái này mấy trăm bác? 1 triệu anh ạ. 1 triệu à? 1 triệu các bạn. Cái này mua về để làm cỗ đám đình thì khá là tuyệt vời các bạn. Vừa dày nó lại cứng nữa. Còn những cái nhỏ nhỏ này nó chỉ rơi vào 200 250 thôi. Còn cái này thì nhìn rẻ chắc là rẻ này. Tầm 200 và 150 các bạn. Rất là nhiều ong. Tổ ong, tổ ong. Ong này các bạn này. Ong nhộng nhiều nhỉ. À, ok các bạn nhá. Bây giờ thì Hải sẽ đi mua dứa rừng cho khách này. Đấy, chị cứ cho vào bao. Đấy, cho vào bao cân hết cho em. Đấy. Đấy. Hôm nay dứa nó chỉ có loại này thôi các bạn. Đây. Đấy. Con loại dứa này mới tốt này, nó nhỏ nhưng mà nó rất là chất lượng. Còn những quả to kia thì ở trong thì nó không tốt đấy. Đấy. Thường thường là người ta hay thích những quả nhỏ nhỏ này các bạn này. Đấy. Đấy, chị cứ cho hết vào bao cho em. Chỗ này chắc là được làm gì được yến. Được 3-4 cân thôi nhỉ. Thôi quả này vứt đi nhá. Quả này thối này vứt đi. Ê, cân. Cái cân này có đủ không đấy? Cân này 5 cân này à? Hơi khoai nhỉ? Chỗ này chắc hy vọng là chưa đến 5 cân. Bao nhiêu cân? Cái kim không? Kiếm cái cân khác, cân này sợ là chị để thiệt. Mình vừa đi mua đồ cho khách các bạn đây này. Mình mua được một bao dứa với sâm đất này. Đấy, vẫn chưa mua xong ạ, một bao luôn. Còn đây là cái gì các bạn biết không? Đây là cây thăng cố này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi mua tiếp nhé các bạn nhé. Cái này là cây mật gấu hả cô? Cây mật gấu nhỉ? Mật gấu này các bạn này, vàng khe. Cái này chắc là đã, cái này bán khúc à? Bán rồi á? Khách mua rồi à? Ở đây là người ta bán cả lan kim tuyến này các bạn này. Bác này bác mua một đống lan các bạn. Đây. Cái cây này là đống cây này đây đúng không? Không phải. Cái này là hành đá. Mang về một thì khu vực này người ta là người ta bày bán rất là nhiều. Đây là cành táo gai các bạn. Nhưng mà mình mua một cây rồi tí ở video sau mình sẽ bí mật cho các bạn xem có một cây táo gai nó có mầm. Người ta mang về một tháng là trồng, người ta đặt trong bầu nó sống rồi các bạn. Mình rất thích cây đấy. Ôi, mùa này người ta bán nhiều cây điện lan nhỉ. Đây, điện lan. Giỏ này khoảng bao nhiêu tiền anh? 200 à, cứ tầm 200, 300 đấy. Điện lan các bạn. Cái này to hơn 500 ạ. Cái này là hoa nở này, đây các bạn này. Đây, hoa này các bạn nhìn chưa, hoa đẹp chưa. Đây. Khá là đẹp. Cái này mà lở vào đúng dịp Tết nhỉ thì cực kỳ là đẹp. Đây là hôm nay mình thấy là người ta bán địa lan nhiều lắm các bạn. Đây táo gai này. Đây là những cái cây táo gai người ta đánh cả bầu. Ôi bí này các bạn ơi. Bí đỏ. Đây cả ốc à? Đây à. Ốc béo nhỉ. Đây.
quả đốc rất là béo các bạn. Ốc ruộng các bạn, người ta bắt ở ruộng. Ốc này người ta bán 5-60 nghìn một cân các bạn. Lạc đỏ này. Đấy. Lạc đỏ. Cái này là người ta bán 70 nghìn đến 80 nghìn một cân. Lạc đỏ nhìn màu nó đẹp nhỉ. Đấy. Nhìn hạt nó đều, người ta chọn lọc những cái hạt to, người ta để riêng ra, người ta để riêng vào một túi các bạn. Bí. Khu vực rau củ quả các bạn. Cua, cua. Cái này cua thường thôi, không phải cua đá nha. Cua này cua suối, cua ao thôi. Cua suối đấy. Vâng. Không phải cua ao, không phải cua trên đồi ấy, không phải cua đá. Bà con buôn bán rất là nhiều các bạn. Hình như là kia có cả sâm cắt cánh nhá. Sâm cắt cánh anh. Đây các bạn nhé, bây giờ thì mình sẽ lấy sâm cắt cánh cho khách. Đấy, đây này. Chỗ này nó hơi chật chội các bạn. Cái này lấy ở trên rừng à cô? Trồng ấy. Trồng á? À, cái... Lấy giống trồng ấy. À, cũng hơi trồng được nhỉ. Cái này cho nồi lẩu ăn được mà. Cái này ngâm rượu được ạ. Hoặc là phơi để làm nước uống được nhỉ. Đủ các thể loại luôn. Lấy 2 cân thôi nhá, vì khách lấy 2 cân thôi. Hóa ra là sâm cắt cánh bây giờ là người ta trồng được. Ngày xưa người ta lấy ở trên rừng ý. Chị đang thử mật ong à? Mật ong. Ong khoái à? Hay à? Ong đá. Hơi tổ kia mà, tổ ong khoái sao ý? Ờ, đấy đúng rồi. Để người ta bán nhiều gừng nhỉ các bạn này. Gừng vàng ấy. Gừng tươi các bạn. Mười mấy ạ? À? 12.000 một cân. Và hôm nay không có khách đặt. Đang đi tìm dứa rừng cơ.